Xin chào tất cả các bác và anh em, chúng tôi lên sóng với các bác và anh em một bộ dàn khá là đáng chơi của hãng Victor. Model của con này là con S7 anh em nhá. Xin phép đọc tên đầy đủ của nó là MX S7 WMD. Anh em gọi tắt con này con S7. Bộ dàn này thì đặc biệt là có chức năng giải mã optical, chơi giải mã từ Smart TV xuống qua cổng quang. Và tiếp theo nữa là tính năng là con này là chơi FM, con này full 108 các bác nhá. Bắt đài Việt Nam. Và đồng thời là tính năng chơi của điện thoại máy tính và TV qua cổng 3.5, qua cổng AUX các bác nhé. Đấy, 3 tính năng vừa nêu các bác. Hơn kia về chương đĩa của nó thì con là có 2 cổng MD và 3 khay đĩa CD. Đấy, cơ kiếp thì vẫn ok. Tuy nhiên thì mắt đọc của con này nó yếu rồi, thì em xin phép là không test cái phần đĩa nữa. Đấy, bây giờ thì trước khi đi vào giới thiệu và test chi tiết các chức năng của dàn, thì bây giờ đầu tiên em sẽ test chất âm cho các bác qua cổng AUX trên điện thoại máy tính và TV qua jack 3.5 các bác nhé. Em sẽ mở lớn âm lượng. Bộ dàn này có chỉnh equalizer và có chỉnh super bass các bác nhé, cho nên nó cho tiếng bass rất là hay. Và bây giờ đây một bộ dàn mini size đại, cho nên là cái kích cỡ loa bass nó rất là lớn. Con này rơi tầm bass 14 anh nhá, gân cao su, màng carbon, loa 3W, tiếng rất là hay luôn trong tầm giá các bác nhé. Con này chơi remix hay chơi nhạc vàng đều ok hết các bác nhá. Em sẽ phép qua cái kích thước của bộ dàn. Về cái tổng thể, cái chiều rộng của bộ dàn thì đây sẽ đo tương đối nhá, vì mình kê về xa. Còn tương đối của nó rơi vào khoảng 68. Nếu anh em kê sát rơi khoảng 66. Chiều sâu của tổng thể của bộ dàn của con này nó rơi vào tầm khoảng 45 anh em nhá. Và chiều cao của bộ dàn, đây cao của loa của nó sẽ là 39 này anh em nhỉ. Còn cao của âm ly của nó sẽ... xin lỗi anh em, hỏi 39. Cái thước này nó bị hụt mất 10 phân. Xin phép đo lại nhá. Tổng chiều dài của bộ dàn của nó là 58 anh em nhá. Tổng chiều dài là 58, xin lỗi anh em, 58. Thế còn chiều sâu của nó sẽ là 34. Còn chiều cao của loa, chiều cao của loa 29. Chiều cao của loa là 29. Đấy, còn chiều cao của âm ly, cao của âm ly sẽ là 21.5. Đấy, chiều rộng của một cái thùng loa, một cái thùng loa em nhé, là 17. Đấy, kích thước loa bass của con này thì nó rơi vào tầm khoảng bass 14 anh em nhé. Đấy, màng cao su cũng hơi phía trước, tiếng rất là lực luôn trong tầm giá. Đặc biệt là bộ này có giải mã optical luôn và có đồng thời giải mã DC cho thiết bị âm thanh ly thứ hai luôn. Đấy, cho nên nó rất là đa năng và mình chơi được nhiều thể loại nhạc nữa. Con này có chỉnh đây anh em nhá, anh em ấn nhầm nút sâu này, sâu để chỉnh các chế độ equalizer này, clap này, pan này, stadium, rock, pop. Với bộ này thì em thấy là để chế độ là clap thì sẽ hay nhất. Nên tiếp theo ấn nút bên này có ghi chữ bass đây, ấn thêm nút bên này thì nó chỉnh áp này, hợp này, on này. Đấy, kích hoạt chế độ super bass lên AUX hoặc là chơi giải mã nhớ luôn đây. Đây, ví dụ em đang chuyển AUX, em chuyển về chế độ giải mã này, AUX Digital nhé. Đây ạ, đang giải từ TV xuống đây ạ. Đấy, it was a very bad place to be. Đấy. Ngoài ra tính năng chơi đài, chơi đài thì mình ấn với em thì nút còn chữ là FM đây nhá anh em nhé. Đây,
Đây, cái này thì phải dò sóng rồi. Đây các bác chờ chút xíu nha, để hình như dò sóng ở đây phải này. À đây, dò sóng lên xuống đây. Đây. Lên xuống để dò sóng. Victor thì đa số là FM của nó đều là FM 108 hết. Lên 100 trực tiếp. Tại các cái bộ phận sóng rất là khỏe anh em nhé, thì sẽ đảm bảo được cái câu chuyện là người dân hoặc là doanh nghiệp đấy, đi thực hiện các cái thủ tục hành chính rồi, đảm bảo em trở về dễ dàng nhất nhá. Ứng dụng tối đa đấy, trên điện thoại, trên máy tính này, qua jack 3.5 đó. Rồi em sẽ quay chi tiết về cái hình thức của bộ dàn cho các bác em mình cùng xem nhé. Bộ dàn này về hình thức tổng thể còn tương đối là đẹp, ê căng đầy đủ luôn, còn nghe nhạc remix rất là hay. Đây căng nói này các bác nhá. Đây một chiếc từ 1.1. Đấy. Có một vết rách nhà đây. Đấy. Tương đối là đẹp. Rồi em sẽ quay hình thức của bộ dàn. Mặt trên của dàn đây. Đấy. Còn cái cấn nhà thì thước kỹ sơn đây. Hàng vãi đương nhiên là phải có rồi. Mặt trước tương đối đẹp anh em nhá. Âm ly rất là nặng. Loa của nó còn tương đối là đẹp. Cái vết này là vết bẩn anh em nhá. Vết bẩn mình làm có thể lau sạch được. Đây. Đây. Nó chỉ là bụi bẩn thôi. Thì lâu ngày em để trên giá hàng nên nó bị bụi bẩn thôi. Đây. Đây. Cái cạnh của loa đây. Đây là vết bẩn anh em nhé. Đấy. Lau là sạch. Phía sau loa vuông vắn. Bác con này rất căng luôn anh em nhé. Cạnh âm ly đây. Đấy. Tiếp theo loa thứ hai. Anh em nhé. Loa khá là đẹp, khá là trơn. Đó. Phía sau đây vuông vắn hết anh em nhé. Đây, đó. Rồi âm ly cũng đẹp luôn. Sưu sát thì không đáng kể. Đây là phía sau. Đây giới thiệu anh em một số các vị trí cổng của nó. Đây anh em cắm cái đoạn dây điện đây, mình thu sóng FM nhá. Đấy, thế thôi, cắm cái trục này để bắt sóng FM. Ở dưới có nút là có các cái rắc cắm là AUX này. Ở phía dưới nữa là cắm táp này. Còn phía dưới cùng này là rắc ao này, rắc ao rắc suốt âm thanh ra nhá. Đấy. Ở phía dưới hàng đây là cái đuôi đuôi chim chỉ tay, đây là cái chỗ mà chơi giải mã optical đây. Chơi từ Smart TV xuống qua cổng quang anh em nhá. Đấy. Để rút ra cho anh em xem. Con này nó hơi chặt. Thôi được, để tím rút sau. Rồi đây rút đây anh em nhá. Đấy, đây cổng quang của nó. Đó. À chỗ này nó có một cái vỡ một cái thanh nan này nhá, đây ở phía sau nan tản nhiệt. Không sao cả. Đấy, ở phía sau thì nó hơi hưởng và nó càng thoáng thì nó càng mát. Rồi, em có cuộc điện thoại, xin lỗi các bác. Có một cái cuộc điện thoại. Nó phá sóng em nhá. Đấy. Rồi, tí em sẽ nghe sau. Ok các bác. Về tổng thể bộ dàn này còn khá là đẹp. Về phần giá thì bộ dàn này em bán với các bác và anh em với giá là 1.950.000. Cái giá em báo thì đã bao gồm đầy đủ mọi phụ kiện đi kèm. Và đặc biệt là miễn phí ship toàn quốc cho tất cả các bác và anh em. Nếu như các bác anh em mình mua theo hình thức chuyển khoản đủ một lần cho chung kiện audio. Còn với các đơn hàng chuyển cọc, anh em vui lòng cọc trước cho là 300.000 với sản phẩm này. Tuy nhiên thì các bác mua theo hình thức chuyển khoản cọc thì các bác vui lòng trả tiền phí ship giúp em. Đấy, còn các bác chuyển đủ em sẽ bao ship. Đấy, còn phụ kiện của dàn đi kèm thì bao gồm một bộ chuyển nguồn để anh em chơi điện 100. Đấy. Và một dây AUX để em chơi điện thoại máy tính và TV qua jack 3.5. Anh em chú ý nhé, bộ này em bán giá cao hơn bình thường một xíu bởi vì nó phải chơi đủ nguồn của dàn chung này thì nó mới đảm bảo được anh nhé. Còn các đủ nguồn của dàn mini thì nó bé như này thì nó sẽ hơi bị nóng, thì công suất của con này nó khá là lớn. Đấy, tuy là dàn mini thôi công suất nó khá lớn, 89W thì phải. Đấy. Thế còn nếu như bác không mua đổi nguồn, không mua dây jack thì anh em sẽ miễn giá cho các bác sau nhé. Thì em sẽ cân đối để giá nó rẻ hơn cho các bác để các bác chơi. Còn giá em báo 1.950.000 là đã đầy đủ mọi phụ kiện đi kèm rồi. Đấy. Mọi chi tiết liên hệ mua hàng, anh em liên hệ dưới Zalo là số 0975 575 262.
Rồi xin kết thúc video test ở đây.